Nhớ ơn ông bà cha mẹ mình, cố gắng mình tu nhân tích đức. Cái cơ hội nè, nó bao nhiêu con người bây giờ bị ngồi nghe pháp gì, ông bà cha mẹ mình có khi cũng ngồi nghe, họ nghe họ nói nè, ông thầy giảng đúng nha, giảng đúng nha. Tao đi theo con cháu hồi đó tới giờ lâu thấy ghê, theo tao thấy khi buồn hơn. Có bữa thì nó còn cúng, nó kêu tao một tiếng, khi không thấy nó cúng kiến cái gì, mà bây giờ nó cúng toàn là trái cây giả không, cây thiệt thì còn hít được miếng mùi, cây giả hít mũ. Nó cúng với nó cúng đồ giả đồ không một một. Bây giờ tao nói thôi chắc tao ở chùa này quá, chùa này cúng thiệt, ngày nào cũng đi thực thiệt hết chứ, hiểu không? Chú ra cũng đi thực nữa nè, cúng thiệt. Còn ở nhà mình mấy lần mình cúng đâu, giỏi lâu 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 mua nãy chuối một miếng thôi mình cúng. Có khi mình đi suốt luôn, có khi thôi mua vài cái trái giả, vài bông giả để bàn thờ luôn. Nên những đức nói nếu mà ông bà tổ tiên mà ở nhà đó, đó thì có cơ hội là ở đây rồi bám liền, đừng có đi theo nó giềng chi cho nó mệt, ở đây tu đi, hiểu không? Nó rồi hương linh thai nhi rồi đó. Bây giờ các con cái phước mình nó không đủ, nó không được sinh ra, thôi nghỉ báo thù đi các con. Ô báo thù chi, thôi các con báo thù là các con khổ hoài đó nghe các con. Hương linh thai nhi, Diệu Âm Liên Tịnh, Diệu Âm Đức Thọ. Diệu Âm Liên Tịnh là nữ, Diệu Âm Đức Thọ là nam. Nếu như các con là những bé thai bị phá thai đó, các con gặp được những điểm chùa gì đại tùng lâm hộ pháp á, con nương tựa vào ngôi Dạ Lam này đi, rồi mỗi ngày các con nghe kinh kệ niệm Phật, nghe pháp để tu, các con siêu thoát, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi các con ơi. Không à, à, tại sao mà nhiều người đi về chùa mình tu mà họ đi về họ vui dữ lắm, quý vị biết sao không? Vì quan gia trái chủ đi theo bị vui, quan gia trái chủ đi theo bị vui, họ cỡ mở tâm tư, họ đi theo bị họ được nhiều lợi ích lắm. Nội mà nghe pháp bị cười là họ cũng cười, rồi cúng đi thực họ được dùng, niệm Phật họ được hồi hướng, khi tụng kinh Du Lan họ cũng cảm nhận về chữ hiếu, rồi khi nghe pháp nói thế giới cực lạc họ nương tựa, họ cầu giải thoát. Rất là rõ ràng quý vị à. Nên mình về đây, về mặt tâm linh nó phát triển cái tâm mình dữ lắm. Nên khi mà mình về đây mình tu mà mình ngủ không được một chút, buổi tối mà đông quá đó, nằm đó niệm Phật. Cơ hội vậy đó nghe, mà về nhà nó ngủ lại một giấc một thôi nó khỏe, đừng có nói nữa. Ồ, khỏe lắm. Phải nhớ là tập cái tâm quan hỷ á, chứ nếu không mà ngủ không được mà thấy ai ho hay thấy ai ngái mà tức á, là nó mệt dữ lắm. Nhớ cẩn thận nghe, ví dụ bằng đêm mình ngủ đi, nghe cái bà đó bà nằm bà làm nè, mình ngủ không được nghe, với cái hơi bà thổi vô mặt mình ngủ không được. À, nên mình nằm đó là bắt đầu là như thế nào, mình cứ là niệm Phật, nếu không á là nó phiền não dữ lắm. Nhớ nhất là cái chỗ đông người mới nói là tại sao một ngày một đêm tu ở cõi ta bà bằng 100 năm thế giới cực lạc, nhiều cái phiền phức, hiểu không? Đó, nên mình phải biết áp dụng để mà mình tu được trong cái chỗ. Mình tu được trong cái chỗ đông người. Quý vị thấy rằng giảng pháp mà để nói liền gì nó cũng không đơn giản, phải định. Đúng không? Nên khi mà cái người mà coi máy móc hay là coi này kia, mà lúc mà tụng kinh Du Lan đều lấy cuốn kinh cầm đọc, nói cho nó tích tụ nguồn năng lượng mình đỡ khờ, chứ không giỡn đâu trời. Cái tụng kinh niệm Phật nó làm cho mình lanh trí lên. Quý vị thấy không, những đức mà giảng pháp hoài sao mà trí như đức lanh chứ, giảng pháp niệm Phật, đúng không? Thì thấy có khi mà những đức đang giảng pháp gì mà nó sắp sửa hết lời là quý vị những đức chuyển tông liền, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, để cái lúc những đức niệm Phật những đức nghĩ ra phải giảng cái gì, thấy không? Nó nghệ thuật á, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà quý vị thấy những đức giảng tối ngày thấy chứ, mà lúc nào lên giảng nó cũng có cách để mà nói mà người ta nghe mà người ta thích mà người ta phù hợp.
mà ta được lợi ích. Nó như quý vị thấy những đức chỉ vì phương pháp không? Vì Phật pháp là gì? Phật pháp là phương pháp. Nếu bây giờ không chỉ vì phương pháp thì xuống nhà ăn nè, đi vô chỗ ngủ nè, vô nhà vệ sinh nè, đi ra xe nè, quý vị bị trở ngại chứ. Vì tu trên chánh điện được mà bước ra thì bị trở ngại. Tu chánh điện thì tu được mà bước ra ngoài là trở ngại không? Nên những đức mới chỉ vì phương pháp mà bước ra không bị trở ngại. Đó. Ví dụ như giờ mình dẫn đoàn đi đi, mình đưa lên tư tưởng rằng là tất cả những người đi chung với tôi trong vòng khi mà chương trình xong chuyển qua chùa Hộ Pháp hay qua bên điểm nào khác, thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì cơm nước đồ mọi mặt phải xong để tập trung ra xe. Phải đưa lên quy tắc thời gian để ai cũng coi đồng hồ. Giống như ngày xưa người ta đi đánh chặn, một là người ta cỏ tay vô coi đồng hồ, chỉnh đúng đồng hồ điều hết. Rồi trong vòng thời gian đó vừa nghỉ xong, nửa tiếng đồng hồ sau chúng ta hoàn toàn phải tập trung ngay điểm xe của chúng ta. Khỏi đi thông báo, khỏi kêu vòng do tam quắc cái chữ nghe. Phải đưa lên quy tắc làm việc như quân đội vậy đó. Nó phải vậy đó, nó không phiền não. Nó còn mình đi vô nhà vệ sinh mà bị gõ cửa này kia, mình cứ ngồi im gu mình đi. Ai mượn mình trong mình nghiến nghiến răng chứ. Hiểu không? Mình ngồi mình đi tiểu hay mình đi gì từ từ. Nếu mà dễ tiêu hóa thì nó khỏe. Còn nếu như bữa đó nó khó tiêu hóa thì mình cứ ngồi từ từ. Mình cứ nó ngoài nó gõ bon 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 mịn trong. Cứ niệm từ từ. Rồi xong á mình mở cửa ra, mình không cần nhìn mặt ai chứ. Mình bước ra cái mình đi bình thường. Đừng có quan tâm. Hiểu không? Chứ nếu không mà mình ở trong đó mình bực bội, mình bước ra mình nhìn mặt nghe. Mình bước ra mình nhìn là thấy tạo nghiệp rồi đó. Thấy không? Nên mình ngồi trong mình niệm Phật, mình tự tại đi. Mình xong mình đi ra. Mình ra xong cái mình bước ra, mình đừng có nhìn mặt mãi cho nghe. Mình đi bình thường. Nó nhí nhảnh đi được không? Vậy đó quý vị thấy không? Đó là một phương pháp đó quý vị. Hiểu không? Đó. Khi mà cái chỗ đông người mình vừa dối tay mình lấy hộp cơm, cái người nó chụp hộp cơm trên tay mình, có khi cái ngã mình lúc đó nổi lên liền. Tao gì mà nó dám giật cơm trước mặt ta. Có mình quay mình là thấy nó có cái sự phản cảm mà. Thấy không? Ví dụ như chụp hộp cơm trên tay mình, cái mình quay lại hay gì đâu Phật. Nó quá giải liền lúc đó quý vị thấy không? Lương tâm người ta tự nói: ồ, công nhận chị nó hay ghê nghe. Mình giật hộp cơm trên tay, chị quay qua nhìn mình cười cái ai vậy Đà Phật. Đó là phương pháp đó, thấy chưa? Hay ghê không? Đó. Nên từ nơi đó còn ngồi đông gì, lỡ gặp cái bà đó, bà mới ăn mắm ruốc. Hiểu không? Ăn mắm ruốc mà chưa tiêu hóa được. Mà bà tiêu hóa ngay chăng cái chánh điện. Có khi bà ngồi lâu quá mà làm sao chịu nổi vậy? Bà trơn trái mìn. Trơn trái mìn, mình ngồi kế bên sau lưng bà. Cuối cùng mình nghe mùi quá trời, mình đừng có bực chi. Mà mình làm vậy nè, hít sâu. Hít sâu là một phương pháp hay vô cùng. Còn mới bị nín thở là nó phiền não. Nín thở là phiền não nghe. Phải nín thở phiền não không? Phiền não và chết. Nên chúng ta hít sâu mới là một cái góc độ khôn ngoan. Hít sâu, mình nghe vậy là mình biết rồi. Có người bỏ mìn. Thì mình làm sao? Hít sâu. Thấy không? Hít sâu. Đó là quý vị thấy không? Nghiệp tiêu phước tăng. Hay chưa? Đó. Còn dù mình đang đứng thì có người phía sau đứng xô. Chưa chắc là cái bà đứng kế bên mới xô mình, mà cái người bả bị tác hại phía sau nó xô bả. Bả mới xô mình. Mình quay lại mình nhờ gì đó, từ từ làm gì đó. À, thấy không? Thấy mang nghiệp rồi, thấy chưa? Xô tới cái mình quay lại ai với đâu Phật, ai với đâu Phật. Nó xong rồi đó, thấy chưa? Vì thấy con Phật hiểu hay chưa? Còn nếu không xô cái kênh nghe, có không? Có đó, không có giỡn đâu. Mình đang đứng rồi xô mình quay lại làm gì á? Bực bội nghe, còn đi gai nổi rồi đó. Quan gia chế chủ gì đâu. Thấy phản cảm mà, thấy chưa? Mình quay lại nghe, ai với đâu Phật. Xong chuyện liền, thấy chưa? Một câu Phật hiệu thôi, xong chuyện liền. Nói không? Rõ ràng không? Thấy câu Phật hiệu hay chưa? Quá hay.
Thì đây là phương pháp nè. Gặp hết rồi đừng nói chuyện dẫn chơn. Cái bà kia bà nói đúng là thầy giảng cái gì dính cái nấy. Giảng cái gì là dính cái nấy, là lạ ghê. Nói tôi giảng mà không dính giảng chi. Bà nói thiệt với thầy luôn, còn kỳ đó kìa. Con lễ Phật sau lưng bà đó, thầy biết rằng thì xá gần gần với nhau. Con vừa đưa cái mặt con xá ngay cái mông bà. Lúc đó cũng ngay lúc đó luôn, bà trơn cái miệng ngay lỗ mũi liền. Tàu con, con mà không nghe thầy giảng cho con tức dữ lắm đâu thầy. Vừa trơn cái miệng con A Di Đà Phật. Thấy chưa, giải quyết vấn đề liền, quý vị thấy chưa? Đó, sự cố, hiểu không? Sự cố ai biết biết đâu. Ai mà muốn chuyện nó xảy ra, nhưng mà sự cố. Quý vị nói sự cố đi nó hay. Rồi dù bạn áo chàng nó vừa dắt cái áo chàng đi vô nhà vệ sinh, bước ra mắt tiêu áo chàng. Cũng có chuyện đó nữa, đúng không? Vừa bước ra quay tới quay lui áo chàng đó mất tiêu người ta. A Di Đà Phật. Xong rồi vì sao? Áo chàng bạn đi tu chứ không lẽ bạn đi đám cưới. Thì nó bạn mình khỏi bạn. Chứ mình cầm đây có một cái áo chàng à. Thì giờ nó lấy cái áo chàng mà nó bạn rồi, mình khỏi bạn. Vì Phật có trách mình không? Mình có tội không? Không. Tôi cầm áo chàng đi mà tại người ta lấy áo chàng của tôi A Di Đà Phật, người này mới là người Phật tử thuần thành. Rõ ràng chưa? Quý vị mà giải quyết vấn đề câu Phật hiệu mà giải quyết trong cuộc đời hay lắm. Cực kỳ hay luôn. Hay lắm, bởi mình coi cũng hết pin chưa? Nhớ, nên từ nơi đó quý vị biết rằng khi vị đi đến đây tu 3 ngày nè, quan gia trái chủ nó biết. Vì quan gia trái chủ đâu nó biết. Nó ở bên cạnh quý vị. Khi quý vị đi về nhà thì quan gia trái chủ nó mới chích thằng chồng quý vị. Giỡn hả? Chích thằng chồng quý vị. Để thằng chồng quý vị nó khảo đạo quý vị, nó chửi quý vị, nó nói này nói kia quý vị. Để quý vị tức lên, để quý vị cự lại, để quý vị mất phước chứ. Trời ơi, đơn giản hả? Chứ làm gì thằng chồng mà nó biết cái chuyện này chuyện kia mà nó tức. Nhưng mà quan gia trái chủ đi theo bên cạnh mình á. Nó hòa thuận tình không thì nói là tu ở cõi này quý vị có được chút phước được khi phá sạch. Quý vị thấy không? Bây giờ lên đây tu 3 ngày nghe, về chồng hỏi, mày đi đâu vậy? Nó nói này nó kia hoặc lễ lọc nó nghĩ nó nhậu vô nghe. Người nó 3 ngày nó uống rượu men nó còn đầy trong người nó. Mình gì là mặt mày nó gặp mình làm nè. Nay quýnh mày nè. Nghỉ lễ mấy ngày mày đi tu, nay quýnh mày nè. Đúng không? Nay xử lý mày nè. Đúng không? 3 ngày nó nghỉ lễ á, nó nhậu, người nó men, nó sai. Bắt đầu cái tâm nó là ba trợn. Thấy không? Nói đây mấy bà cẩn thận bà gặp đó. Chi cái bình thường thì nó đi làm nó không có nhậu nhiều, nhưng mà nghỉ lễ 3 ngày này nó nhậu nhiều nè. Nó nhậu rất là nhiều mà chiến này mấy bà về là chừng mấy bà gặp độ. Gặp độ nó xử lý mấy bà liền nè. Nó xử nhiều mặt lắm. Tự mà suy nghĩ nghe. Tự mà suy nghĩ đi. Tôi nói mà có đó. Quý vị biết rằng nghỉ lễ mà kiểu này nè, con người người ta nó sẽ ăn chơi nhậu nhẹt dữ lắm. Mà khi nhậu nhẹt rồi nó bắt đầu nó đi kiếm tầm bậy. Cái nguyên lý là nó như vậy. Nhậu xong bắt đầu mới đi chơi tầm bậy. Mà nó đi chơi tầm bậy và có tiền, còn không có tiền thì nó chờ mấy bà về. Chứ sao? Mấy bà vừa về, bà vừa tu an lạc tâm, vừa về là bắt đầu là nó gịch mấy bà, không nói dòng do, chứ quan gia nó xử lý mấy bà. Bắt đầu nó đòi hỏi tâm lưu, nó nói tôi mệt quá mấy ngày nay đi tu. Mệt nè mày. Mày mệt ha. Mày mệt không có được với tao đâu. Mày làm vợ mà mệt cái gì. Nói cho mày biết á, đúng ra vợ thì ở nhà 3 ngày nay nghỉ lễ, mày ở nhà mày phục vụ, mày lo lắng cho gia đình, mày đi tu 3-4 ngày rồi mà bây giờ mày còn nói mệt mỏi hay sao? Không phải giỡn đâu nghe. Mày vô đây rồi mày biết tao xử lý mày cho mệt mỏi. Mấy bà chờ đi. Tôi nói rồi mấy bà coi. Rồi lúc mấy bà vậy rồi mấy bà sẽ biết công nhận thầy Đức này ghê quá. Số 1. Kinh khủng quá. Thầy U. Rõ ràng rồi thầy U. Mấy ngày ngay nghe thầy giảng quá tu hành niệm Phật thanh tịnh tâm có một chút. Bây giờ nó xử lý quá trời. Rồi đó lúc đó mấy bà thanh tịnh hay không là lúc đó đó. Hiểu không? Nó lúc đó mấy bà có thể dịu cái tâm xuống. Mà mấy bà có thể chịu đựng trong cái hoàn cảnh đó được hay không đó.
à, nói đi rồi mấy bà về rồi mấy bà sẽ thấy có hay không đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó cái xã hội á, những đứa đã từng sống ngoài đời mà lễ lọc này, những đứa nghĩ, những đứa ăn chơi biết nhiêu nói. Nó từ nơi đó mà mình đoán được cái người ta khi nhậu nhiều là tâm lý nó kỳ cục lắm. Nên tại sao mà cái giới thứ năm uống rượu Phật cấm, trong khi đây là già giới mà Phật cấm? Tại vì phạm cái giới đó nó sẽ phạm luôn bốn cái giới kia, phạm bốn cái giới kia. Nên mấy ông mà đi về chùa, mấy ông không uống rượu là mấy ông thông minh cực kỳ luôn. Tôi ngày xưa tôi uống rượu nhiều, tôi ngu còn hơn cái giống gì nữa. Mà khi từ khi mà nghỉ uống rượu tới giờ nó mới tỉnh nghe, mà phước báo nó mới tăng, mà tỉnh phước nó mới tăng. Còn nó mà mê là phước nó tiêu. Cho mấy bà biết á. Nên bây giờ mình sống trong cuộc đời này, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì các chị ơi. Đúng không? Thiếu nợ thì trả đi, tham quan làm gì các chị ơi. Nên từ đó các chị phải hiểu, muốn gì cực lạc thì phải trả nợ ta bà. Nà, mà trả nợ ta bà mà chỗ nào cũng niệm Phật được thì mấy bà có niệm được hay không? Có niệm được hay không là do tại mấy bà, chứ không phải dạy tại ai. Chứ người ta có quyền, người ta làm cái gì cái chuyện của người ta. Nhưng mà mấy bà có niệm Phật được hay không? Niệm vài câu được thì cứ niệm. Điểm không được thì ghét mà chịu. Chứ ta đâu thừa ai, mình sai mà đâu thừa hoàn cảnh. Hiểu không? Luyện công phu trong những giây phút khó khăn nhất nó mới là công phu thứ thiệt. Hiểu không? Chứ mà công phu mà trong chánh điện thì phải công phu thôi. Còn cái công phu mà ở nơi không phải chánh điện nó mới là công phu thứ thật. Hiểu không? Nhớ nghe. Nhớ. Nên cái cơ hội đi đến đây phải luyện công phu là nhận thức sâu sắc. Xác định sâu, sâu là gì? Gặp hoàn cảnh nào, xả hoàn cảnh ấy. Đó là công phu tu hành đó. Cái cõi này nó bao nhiêu cái sự chướng nạn trùng trùng, nó đâu có đơn giản. Nên mình ngày hôm nay mình sống mình phải vui vẻ, phải an lạc, tích tụ một nguồn năng lượng cực kỳ cao, để ngày mai chúng ta tiếp tục có năng lượng nữa. Ba ngày mà đông người nằm ngủ không được không? A-di-đà-phật, 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 vậy đó. Chúng nó ngủ đó, mà chúng nó ngủ thì nó ngủ ít mà nó khỏe dữ lắm. Còn nằm ở đó cầu nhầu á, cho mà biết. Hoặc là rủ vài bà đi ra ngoài kia ngồi nói chuyện, sáng nó đuối luôn, cứ nằm đó. Gọi ngủ luôn, cái sáng mai thức dậy ngon lành luôn nghe. Đó, bắt đầu sáng mà thức dậy cái nghe, mình ngồi vậy nghe, tự nhiên mình đứng ngay chăng cái cửa sổ, hay đứng ở chỗ nào trong cái khuôn viên chùa chiền mà đất Đắc Giả Lam, tự nhiên mình khỏe quá, chuẩn bị đi nghe thầy giảng. Nó cái tâm vậy đó thì bệnh đau nó tự hết, tại vì nó tích tụ năng lượng mà quý vị. Những đức nói quý vị nghe, quý vị nghe những đức giảng gì nè, cái năng lượng quý vị nó dày dữ lắm, nó cực kỳ dày luôn. Nhưng mà con người phàm phu mình nó phải cần xài quý vị. Nên cho quý vị những cái chương trình vui này kia nó bị xài đó. Còn khi nghe Pháp là nó tích tụ chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà phàm phu con người mình nó kỳ lắm quý vị ơi. Có những điểm mà nó cần xài để bản thân nó khi nó hết nó tích tụ lại. Chứ nó không phải là nó tụ hoài được đâu quý vị à. Không phải là nó tụ hoài được đâu. Nên mình xài mình mới hiểu cái điểm đó. Giống như bữa hổm có ca sĩ hát, có mấy bà già bà ngồi với bà nhét theo bà hát cái gan vậy luôn. Có người người ta bình luận, nó nói nè: thầy ơi, bà già hát theo bỏ niệm Phật rồi. Nghe không? Rõ ràng chưa? Nên từ nơi đó bà già bà hát theo, con người đâu phải là nắm chắc câu Phật hiệu hoài. Xin thưa quý vị, có những khi không niệm Phật mà niệm lại thì rất thèm. Thầy xem lại đi, có khi ép niệm Phật mà niệm lại không vô. Nên khi biết căn tính chúng sanh rồi thì vị sẽ hiểu à. Còn nếu không, vị nói niệm Phật là tốt lắm, tại sao không để cho niệm Phật đi mà còn chơi cái này cái kia? Không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nếu quý vị không biết vẽ một dòng thì quý vị sẽ đi vào cái trạng thái coi chừng thần kinh nó căng thẳng rồi nó bứt luôn. Nên phải vẽ cho họ dòng rồi mới chỉ cho họ, phân tách cho họ thấy cái nào lợi hại của nó,
rồi lúc đó họ mới đi sâu vào niệm Phật. Không đơn giản như quý vị nghĩ đâu quý vị à. Tôi nuôi chúng là tôi kinh nghiệm lắm, nó thật sự căn tính chúng sanh như tôi nắm nhiều lắm. Nên cái nhiều người ta nói thầy cứ để cho mấy bà già niệm Phật đi, tội nghiệp bà, cho bà nghe hát làm gì nữa, bà thích mà. Lâu lâu ca sĩ hát bà thích quá trời luôn, đứng lên mà nhảy quá trời luôn. Chúng sanh thích mà, Phật Bồ Tát quan hỷ khi thấy chúng sanh quan hỷ. Hiểu không? Chúng sanh muốn đi xuống địa ngục, Phật Bồ Tát A Di Đà Phật tốt, tại vì họ thích xuống dưới đó mà, đâu phải mình đá họ xuống đâu. Mình đừng có làm ngược lại cái tâm của họ thì có khi thành nghịch duyên đó. Nên có những người thân trong nhà mình phiên họ tu, họ không có tu, họ làm ngược lại không à. Mình làm sao? A Di Đà Phật. Đừng có đi ngược lại vấn đề, đừng có đẩy họ vào cái thế mà kéo họ theo mình. Coi chừng họ không theo mình mà họ nghịch mình ngược lại đó. Tại sao mình không khôn khéo mình tự đi đi, một mình dễ đi hơn. Mình đi được mình đi đi, mình đi về rồi mình cơ hội quay lại nhiều mà, lo gì? Thấy không? Quý vị tự tại cỡ nào chưa? Nó đây là những điều như Đức chỉ quý vị là quý vị tu bị rất tự tại, bởi vì không bao giờ bị nghịch duyên mà cái kiểu mà bị lôi kéo, hoặc là quý vị không có làm cái chuyện phan duyên. Đủ duyên thì mình làm tới luôn, còn không đủ duyên mình chuyển hướng. Nó chuyển hướng thì tự nhiên nó cũng ra cái hướng đó. Chuyển nhưng mà nó vẫn quay về hướng đó đó. Chỉ cần mình có được mục tiêu chuẩn xác thì tu không có cái gì mà khó khăn đâu quý vị. Dễ lắm, không có khó đâu. Nên những đức khuyên quý vị là gặp pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng. Phải chân thật niệm Phật và nghĩ nó vô thường, là sống nay chết mai. Thì tự nhiên bản thân mình sẽ siêng niệm Phật, siêng tu liền. Về nhà đăng ký cái trang của mình, ngày nào cũng nghe hai buổi. Cứ đăng ký cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, rồi nghe hai cái buổi giảng một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Rồi thỉnh tượng Phật ở chùa mình đem về thờ ở nhà. Bắt đầu là sáng tối dụng công tu, đi làm gì quỳ trước Phật, dạ thưa Phật con đi mới về. Nó quý vị mà làm gì đi rồi cái tâm quý vị sẽ thường nhớ Phật, mà cái gia đình thờ ngôi Tam Bảo phước lớn dữ lắm. Không có giỡn đâu nghe. Đó. Rồi bao nhiêu chương trình ở chùa Như Đức làm á, thì Như Đức đưa lên cho quý vị coi. Ở nhà mà coi được biết chùa hết trơn, ở trong chùa mà còn không biết nhiều bằng quý vị nữa. Thiệt á, có nhiều chuyện bây giờ Như Đức giảng á, trong chùa không có được nghe, mà quý vị ngoài đời nghe hết trơn. Đó. Nên từ nơi đó quý vị cứ nghe đi rồi cái tâm thông hết trơn. Ồ giết quý vị vui phơ phớ. Phơ phớ luôn cho quý vị biết á. Đặc biệt lắm. Những đức nói quý vị cứ nghe mỗi ngày đi, bất cứ cái gì quý vị bị trở ngại cái tâm là giải liền. Quý vị hơn ngày mai quý vị đang bực bội phiền não cái gì, nghe đi rồi sẽ giải liền 100% quý vị luôn. Cái bà kia bà nói là con khỏi cần lo, con buồn cái gì là thầy giảng liền. Sáng mai thầy giảng liền, con vừa buồn là sáng mai thầy giảng à. Nói quý vị cứ yên tâm đi, bị buồn cái gì ngày mai Như Đức giảng. Quý vị đang vướng cái gì Như Đức sẽ giảng ra đó cho quý vị nghe. Đúng không? Có bà đã nói giống như thầy biết trong tâm con nghĩ cái gì. Những đức nói không có biết, mà chúng sanh chỉ có vài cái nghiệp đó thôi. Nắm được vậy thôi thì giảng ngay bon nè. Còn mở rộng ra tùm lum tá lả âm binh, nó không biết chỗ nào mà nó nắm được. Nó chỉ có vài cái nghiệp mà, cứ nắm đó mà giảng hoài đi là lúc nào nó cũng dính hết chừng. Nghĩ về vô thường giống như nghĩ con người chúng ta sống trong cõi này sống chết bất chợt. Chúng ta nghĩ như vậy để làm gì? Để tu chứ làm gì? Để mọi người mình lo mình tu hành, rồi mình nghĩ về vô thường để mình hiền lại. Đừng có hung dữ quá. Nghĩ về sắp chết rồi nên mình đỡ tham, đỡ sân hận và đỡ ngu si. Vì khi con người mà một hơi thở thở ra không hít vào thì còn cái gì tồn tại đâu mà mình tham lam nặng nề quý vị. Thấy không? Nhưng mà quý vị nhớ là con người mình bị cái lòng tham nó che mờ lý trí. Cái lòng tham nó che mờ lý trí quý vị. Có khi nếu như mình mà nhìn thấu ra thì những cái nhân duyên trong cái cuộc đời này có những cái đặc biệt lắm. Mà mình nhìn thấu được rồi thì mình còn lợi ích nhiều hơn.
nhiều hơn biết bao nhiêu lần, hiểu không? Thí dụ như mình được cái duyên mà mình ngồi cùng gì, nó kết duyên thành một đại gia đình tu hành. Nên trong kinh Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông, đức của chúng lớn dữ lắm. Thí dụ như chùa này mình ở gì đông người mà mình vẫn đầy đủ cuộc sống. Nhưng mà lạ thay, có khi mình ở cái cốc mình mà không đủ sống. Tại vì cá nhân, cái gì mình dùng cũng riêng biệt cá nhân, riêng mình không. Còn mình sống trong chúng á, là nhờ đông người. Khi đông người cái phước lớn. Ví dụ như phước mình hơi kém một chút mà mình ở trong cái chỗ người ta phước lớn đi, nó chan qua mình cũng phước lớn lên, hiểu không? Ví dụ như giờ á, hồi nãy ông Thanh vừa, thí dụ như mà mình ngồi á, một mình nghe pháp đi, nó không bằng là ngồi đông gì nghe pháp đâu nghe quý vị. Để thấy hồi sáng mà cái chương trình á, bao nhiêu con người á, người ta ngồi vậy, nên cái thời gian tính ra coi từ 10 phút nữa 8 giờ địa chung, rồi tới những đức qua chia sẻ Phật pháp luôn mà tới 11 giờ 40 hồi trưa nó mới xong. 3 tiếng mấy gần 4 tiếng đồng hồ quý vị. Nhưng mà thử mình ngồi được vậy không? Hiếm lắm á, đừng nói chuyện vợ. Ngồi mình coi một chút, khi mình chạy đi nấu cơm, một chút mình rảnh chạy ra coi nữa, gián đoạn hết chứ nó đâu có phải là liên tục vậy đâu. Rõ ràng cái lực chúng á, lực chúng nó hỗ trợ mình lớn dữ lắm. Rồi mình đi về đây đông người gì, mình ngồi mình tụng hồi kinh Vu Lan ngon lành. Chứ mình ở nhà mình khi mình ngồi mình tụng vậy chứ nó không có lực như ở đây đâu. Nó có khi mình quay tới quay lui, mình đưa chân đưa cẳng thoải mái. Còn khi mình đang lễ Phật vậy, mình đang lễ giữa chừng cái mình nghỉ, mình chạy ra chạy vô chút, chạy vô lễ nữa. Nhưng mà nó đều gián đoạn hết trơn quý vị ơi. Còn đây vì lễ từ đầu tới cuối ngon lành luôn, nên mới nói là đức chúc như biển cả mênh mông, hiểu không? Đó. Nên mỗi người mình á, cái gì mà đại chúng là công đức lớn, còn cái gì cá nhân là nó nhỏ, thấy không? Cá nhân là nó nhỏ. Nên khi mình đi đến đâu, mình nhớ mình phải có góc độ sâu sắc trong cái cuộc đời này. Có khi có những người á, người ta bỏ ra vài giọt nước mắt mà người ta nghĩ ngợi điều khác. Còn bản thân chúng ta thì chúng ta làm là đại chúng. Thí dụ mình về đây đi, mình tu tập đi, từ cái bố thí cúng dường gì nó cũng công đức, nhưng mà nó phải là trọng tâm, nó ngay mục tiêu nó mới thù thắng. Còn nếu như cái gì mà ví dụ như người ta, mình thấy cái người ta ở đâu đi vô chùa mình, ví dụ như người ta xuất gia gì đi, tự nhiên người ta đi vô trong chùa mình, tự nhiên người ta lỡ người ta xin tiền mình, ta nài nỉ, hoặc là những người ở đâu tự nhiên lỡ nói tôi lỡ đường không có tiền đi xe này kia đâu, mình đừng dính vô. Tại mình đi vô ngay ngôi chùa, mình tu, mình nương tựa Tam Bảo. Thì cúng là gì? Tam Bảo. Cúng là ngay Tam Bảo thôi. Các vị ngồi suy nghĩ ra đúng không? Ngay Tam Bảo nó mới thù thắng chứ. À, ví dụ như quý vị coi, giờ mình đi về đây mình tu tập gì nè, cái cơ ngơ hòa thượng xây gì, bỏ công, bỏ của, bỏ sức lực ra bao nhiêu con người, nó chung tay nó mới thành cái ngôi Tam Bảo gì. Nên mới nói là chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp, không nề hạ chí, đúng không? Người thì công phu, người thì công quả. Đó. Thì nó mới nên cái ngôi Dạ Lam gì. Mà cái ngôi Dạ Lam gì mà nó hưng thịnh, thì mình nhờ, mình nương tựa, mình tu nên phước nào lớn hơn. Tuy là cái ngôi Tam Bảo gì, thập phương bá tính cúng dường, nhưng không có người đứng ra để mà quyết định. Rồi quý vị bỏ vào đâu mà nó đậu. Ví dụ như tuy là thập phương bá tính cúng dường, nhưng nó phải quy về một chỗ, nó mới hình thành được cái ngôi chùa gì, hiểu không? Nên á, mình tu tập quý vị phải nhớ rằng á, phước báo mình tu á, là nó tụ được một chỗ. Ví dụ như câu vật hiệu là cái gốc, tất cả phước báo nhân duyên nó quy về cái gốc, nó đậu lại. Thì khi mình cần dùng là nó có liền.
Còn nếu như mà lúc mình á, có phước mà mình giải ra giống, giống như là mình đi kiếm tiền đi, mình có tiền mà mình không chịu để vô tủ, mình cầm tiền mình giải thí giai đại kia mình cần dùng, đâu có tiền dùng đâu, mình giải đại giải càng. Nên khi một con người muốn làm việc lớn á, là khi mình có điều kiện mình phải quy về một chỗ, rồi mình muốn làm việc gì lớn nó mới làm được. Quý vị thấy những đức làm bao nhiêu việc lớn và hòa thượng làm bao nhiêu việc lớn là do cái gì? Nó tụ lại một chỗ, nó làm việc lớn chứ. Thấy không? Chùa mình á, khi vị về đây quý vị được dạy đàng hoàng, nó có một góc độ sâu sắc cho mình. Bản thân mình đặc biệt quý vị thấy những đức tuy trước công chúng những đức vui, những đức vui vẻ thoải mái như dễ tính lắm, nhưng mà khi đụng chuyện vì thấy những đức xử thẳng tay không, nó không nể đâu. Thì mới nhớ rằng những đức có chạy người khác đúng rồi thôi chứ, thấy không, làm gì cũng là một bài học dạy người ta cả cuộc đời, dạy người ta đó, không giỡn đâu. Mình ví dụ như mình nghĩ sao mình nói cái người ta buồn, người ta buồn người ta đi chuyện nhiều nơi khác, ta làm gì nữa, thằng mình làm phát cái để cho người ta cảnh giác cuộc đời, sau này đi đâu cũng phải hỏi một tiếng. Hiểu không? Những đức nói có duyên có phước thì mình có điều kiện. Như bản thân những đức có duyên có phước, những đức làm được bao nhiêu việc. Đó, nên á, mình đi về chùa, mình thấy cái cơ ngơi xây dựng rộng lớn gì. Mỗi ngày ở đây gần 700 người ở niệm Phật. Quý vị nghĩ nó đâu có đơn giản. Đó, nên bao nhiêu việc người ta lo, bao nhiêu cái thiện nguyện người ta làm ở đây. Nên mình đi về chùa, những đức nói quý vị nghe, mình một đồng một cắt mình cúng Tam Bảo. Cúng Tam Bảo. Có bao nhiêu Phật tử người ta về, người ta muốn gặp những đức, người ta cúng dường quý vị. Tại vì những đức ra lên giảng, ra đi sẹt 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 đi về. Không lẽ mình đi ngồi cái phòng tiếp khách rồi giờ này sao giảng? Sao giảng pháp cho bị nghe? Mà những đức mà ngồi vậy thì lớp cúng dường, lớp chụp ảnh đủ thứ hết chứ. Thì vị biết rằng có ngày nó cũng phiền phức. Thà mình lấy cái trọng tâm là mình được làm gì cho chúng sanh được nhờ đi, nó còn thù thắng hơn. Đúng quý vị. Đó. Nên từ nơi đó những đức cũng chỉ vị tu phước tu duyên. Vì sao? Vì cuộc đời con người mà phải có phước có duyên mình mới thành tựu sự nghiệp trong cuộc đời. Vì mình nghĩ gì vô thường, nên cuộc đời con người mình tự nhiên có nhiều cái mình làm được. Như bản thân những đức cũng nhìn được vô thường, nên những đức làm không biết mệt, mà mệt cũng mà làm thì nhìn được vô thường quý vị. Chứ nếu như mà nghĩ rằng là mình trong cái cõi đời này tồn tại lâu dài thì những đức nghỉ ngơi, không có làm chi cho nó giữ gì đâu. Ví dụ như buổi trưa tổ chức chương trình gì thôi nghỉ đi, cũng xong rồi. Nhưng mà mình nghĩ gì, mọi người sẵn cái chuyến nghỉ lễ 4 ngày, mình tổ chức 3 ngày luôn. Nó quý vị biết rằng mưa gió quý vị thấy không? Kéo mũ ra, sập mũ xuống, gịch mũ lên. Thì thấy không? Không có đơn giản đâu. Rồi mà mưa gió kiểu này mà khi xong chương trình nội mà đồ đạc mền gối giặt vũ, cái tổ chức làm thổ đừng có nói, nó nghĩa là dữ lắm mới bị u có giỡn đâu nghe đó. Nên mỗi một con người mình khi mình về ngôi Tam Bảo á, mình tu phước tu duyên nó đúng nơi đúng chỗ thì nó đạt phước duyên. Bởi vì mà làm không đúng nơi đúng chỗ, bởi vì không có phước mà còn có quả, thấy không? Nó như hồi trưa mà những đức mà không giải quyết nguyên cái hội chúng của mình nó tung lên hết chứ. Con người ta quý vị biết rằng họ bị kéo lôi. Thí dụ như trời, thấy cái bà đó, bà đứng lên bà cho 50 ngàn, không lẽ mình đi cho 50 ngàn, trời mình cũng phải cho theo. Nó kéo quý vị ơi. Nên nó phải có con người nó dằn một phát là đứng lại liền, thấy chưa? Chứ nếu không hội chúng hồi trưa đâu còn đặc biệt đâu, hiểu không? Nói vậy thấy không, kinh nghiệm ghê chưa? Đó, nên mỗi một con người mình đi tu tập, mình đi đến một cái nơi mà giáo dục dạy mình nó hay dữ lắm. Sau này khi mình đi đến nơi nào, từ khi cái ông thầy ông giảng dạy ông chỉ, ông nói quý vị ơi, người ta hát nãy tới giờ người ta cầm bình bát đi thôi, người cho 1.000, 2.000 đi nghe, thì quý vị cho đi. Còn này người ta không nói gì đừng cho, ta không nói mà cho gì, hiểu không?
đâu có nói chương trình đó đâu, nó đâu có chương trình đó đâu quý vị, hiểu không? Nó, ví dụ như bây giờ bản thân những đức, ví dụ như nói bây giờ tôi trong chùa tôi lo cho bao nhiêu ngàn con người, tôi giảng pháp xong rồi ai muốn cúng dường ở đây cúng, chuyện này là cũng là cái chuyện nhỏ, tại vì cũng làm gì có chúng sanh mà người ta còn chưa nói gì, hiểu quý vị? Nên từ nơi đó mình phải có một quy tắc ở trong ngôi Tam Bảo để cái tổ chức của mình nó được đặc biệt. Nên cái đó là cái góc độ mà sau này bị kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm đúng không? Nó, ví dụ như người ta lợi chùa mình, người ta hát cái người ta có phước. Quý vị nói hát cho công chúng này dễ lắm mà. Quý vị nói cái chuyện đơn giản, một người đi hát mà có được một ngôi chùa mà đông người gì, mà ngay ngôi chùa chuyên tu, quý vị nó đi dễ lợi chỗ đó hát lắm. Ở đâu mà có cho quý vị? Quý vị bấm thử lên mạng, quý vị tìm đi, có mấy điểm chùa mà chuyên tu toàn là Phật tử chuyên niệm Phật mà đông đến mức gì mà mình có cơ hội mà lỡ mình hát. Như thí dụ như Nhuận Đức nói với vị nghe nha, Nhuận Đức nếu là một vị giảng pháp mà gặp được cái đạo tràng này, đừng có nói là tôi lỡ giảng mà lấy tiền, tôi còn phải cúng dường cho nơi đó để tôi lỡ giảng. Biết vì sao không? Vì có nghề mà mình có cơ hội được chỗ nghề, mình có cơ hội để mà mình phát cái nghề, để phát tiếng, rồi phát danh, rồi mình mới phát của. Góc độ gì mới cực kỳ sâu chứ. Thì biết rằng cái người mà giảng pháp, người ta gặp cái ngôi chùa mình, cái hàng Phật tử mình, họ người ta muốn giảng biết bao nhiêu mà nói, mời người ta thử, người ta mê luôn. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Đó, chỉ nói chuyện giỡn hả? À, hồi chúng mà ngồi mà kiểu này mà lên mà hát một cái, mà quay lên một cái đi, rồi đưa lên mạng cái, nó công nhận cái ông này không hát, nhiều người nghe mà ủng hộ thì ghê trời. Bắt đầu nhiều người khóc nên nơi, tao đầu tao mời liền đó, tao biết đến liền. Nên ví dụ như bây giờ mình hát cái trung bình đi, hay mình giảng pháp như những đức giảng, mình những đức đi, làm sao nó nổi tiếng bằng giảng công chúng? Giảng công chúng nó mới nổi tiếng, hiểu quý vị? Đó, có nghĩa là cái ông này là ông dẫn dắt nhiều người tu khi ông giảng pháp, rất nhiều người ngồi nghe, rồi lúc đó ông mới giảng mình. Là tại vì nhiều người ngồi nghe rồi ta giảng mình là bình thường. Còn nếu như ông này không có bao giờ mà giảng được những cái ngôi chùa mà đông người nghe pháp, mà có phương pháp tu, mà ông chỉ có giảng mình không, dù có nhiều người nghe nhưng thật sự nó chưa có trọng tâm, vì chưa có rõ ràng con người. Nó nên bị nhớ. Nên từ nơi đó mà từ những người chia sẻ Phật pháp như những đức hay những người ca hát, phải nhìn ra cái trọng tâm để bản thân mình đừng để đoạn duyên với một cái nơi quá thù thắng. Đừng để đoạn duyên với cái nơi quá thù thắng, quý vị. Đó là cái người góc độ phải cực kỳ sâu. Nó có người cực kỳ sâu về góc độ. Thí dụ như đi, mình đi đến một cái ngôi chùa mình cúng dường đi, mình cúng 100 ngàn, mà ngôi chùa đó chỉ có 5 người ở, quý vị chỉ cúng 100 ngàn. Quý vị đi đến ngôi chùa này, quý vị cúng 100 ngàn, mà ngôi chùa này 700 người ở. Vậy thì 100 ngàn quý vị một người dùng được nhiêu? Mấy cắt? Quý vị tính ra đi. Thì 100 ngàn quý vị nó trọng lượng cỡ nào chứ? Mình phải suy nghĩ ra. Cái quan trọng là cái nơi đó họ làm cái gì lợi ích lớn. Dù mình bỏ một chút vô, nhưng mà cái nơi đó, thí dụ như nó là một con sông, mà quý vị đem một miếng nước thì chế vô con sông thì nó vẫn lớn. Còn nếu nơi đó nó chỉ là một cái lu thôi, quý vị đem một tô nước bị chế vô cái lu, thì nước quý vị nó nằm trong cái lu. Còn cái này người ta là một con sông thì bị chế một tô nước vô là nó lọ hoa, nó loãng cùng với con sông. Còn nếu cái nơi đó là biển cả mênh mông, mà bị chế một tô nước vô thì thành biển cả mênh mông, phải không? Đó. Nên cái góc độ tu phước duyên, cái góc độ chọn pháp tu là từ cái góc độ nhìn ra. Thí dụ như danh hiệu Đức Phật A Di Đà là được 10 phương chư Phật tán thán, mà bạn lại chú tâm niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, thì bạn đang cùng với 10 phương chư Phật để tán thán A Di Đà Phật, thì cái công đức bạn rất là lớn. Đó, cái chuyên tu á nó thù thắng vậy đó. Giống như cái môn nào mà nó chuyên môn á là có người đó nó giỏi dữ lắm. Còn cái người mà nó đa môn á thì vậy cho nó không giỏi. Tại vì nó đa môn là nó phân tán cái tâm ra, còn nó chuyên môn là nó quy nhất cái tâm. Nên mình được đi đến một cái nơi mà chuyên tu chuyên niệm Phật, Phật tử mà chuyên tu chuyên niệm Phật là Phật tử này nó muốn một đời nó làm Phật. Nó muốn một đời làm Phật. Mà khi họ muốn một đời làm Phật á,
mà mình tu phước tu duyên với những con người mà muốn một đời làm Phật á, thì quý vị nghĩ đi, quý vị cúng dường cho Phật hiện tại sắp sửa đời này làm Phật nè, thì nó quá thù thắng rồi. Nên từ nơi đó cái việc làm tu phước tu duyên mình cũng nhìn ra nữa. Thí dụ như mình có một hạt giống đi, mình muốn trồng vào mảnh đất, mình phải xem mảnh đất chứ. Không lẽ bây giờ mình đem hạt giống mình luyện đại, có khi mắc giống mà không được cái gì. Nên chúng ta khi mà thấy mảnh đất này nó quá tốt, nó quá phù sa, thì cơ hội trồng liền, để mấy tháng sau là mình có cơ hội gặt hái. Đó là người biết nắm bắt cơ hội. Đúng không quý vị? Tất cả những điều như Đức chia sẻ cho quý vị nghe là cái góc độ đó quý vị à. Cái góc độ chọn lựa chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Đúng không? Đó. Rồi giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện phát nguyện cầu sanh cực lạc nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, mỗi người chúng ta nên chân thật nhiệt tình để phát nguyện đời này mình niệm Phật sanh cực lạc, quý vị. Ai về đạo Phật.